7 cách để tăng sự sáng tạo của bạn. Thứ nhất đó là luôn đặt ra câu hỏi tại sao. Khi bạn đặt vấn đề với câu hỏi tại sao là khi bạn set up cho não bộ của mình về cái vấn đề muốn tìm hiểu một sự việc, một vấn đề hay là một kiến thức nào đó. Khi bạn hình thành thói quen luôn đặt câu hỏi tại sao và tự tìm câu trả lời cho các vấn đề, môi trường xung quanh mình là bạn đang kích thích cho sự sáng tạo của não bộ của mình. Thứ hai đó là đọc nhiều và tự tìm hiểu để có kiến thức nền. Trước khi bạn có thể tự sáng tạo về một khía cạnh, một lĩnh vực hay là một chuyên môn nào đó thì bạn phải có cái kiến thức nền của cái lĩnh vực đó. Ví dụ như bạn muốn viết một cái kịch bản phim thật là sáng tạo, thật là mới lạ thì trước hết bạn phải biết viết kịch bản phim trước đã. Thứ ba đó là tìm hiểu và làm những việc khiến cho đầu óc của các bạn thoải mái. Đã có rất nhiều việc khiến cho cái đầu óc của các bạn thoải mái khi các bạn làm nó. Nó giống như là cái sở thích của các bạn nha. Nó có thể là đọc sách, nó có thể là đi du lịch, nó có thể là ngắm trăng, uống trà, uống cà phê, vân vân. Tại vì não bộ của các bạn chỉ có thể sẵn sàng sáng tạo khi nó cảm thấy thoải mái thôi. Thứ tư đó là ghi chú lại những ý tưởng của mình. Cái sự sáng tạo và ý tưởng nó có thể ngẫu hứng đến bất cứ lúc nào. Nên các bạn hãy ghi chú lại khi mình nghĩ ra một cái ý tưởng nào đó. Thứ năm đó là suy nghĩ đa chiều trong cùng một vấn đề. Khi các bạn đặt mình ở nhiều góc độ để cùng suy nghĩ về một cái vấn đề, tức là các bạn đang cho não bộ của mình ở nhiều góc nhìn, ở nhiều điểm nhìn hơn. Đó cũng là một cách để kích thích sự sáng tạo. Thứ sáu đó là tập lắng nghe nhiều hơn. Các bạn để ý để chúng ta không thể sáng tạo khi chúng ta đang nói. Các bạn có thể lắng nghe những người xung quanh cũng là cách mà các bạn có thêm một cái điểm nhìn khách quan từ người ngoài. Và bên cạnh đó các bạn cũng nên lắng nghe bản thân mình, tâm hồn của mình và lý trí của mình, suy nghĩ của mình nhiều hơn nhé. Thứ bảy đó là bạn chọn ra một thời gian trong ngày để dành tập trung cho sự sáng tạo. Thực ra sự sáng tạo hay là não bộ của các bạn nó cũng giống như cơ thể vậy đó, cũng cần được rèn luyện và tập luyện mỗi ngày. Vậy nên bạn hãy dành ra một khoảng thời gian nhất định của mỗi ngày với một cái không gian các bạn yêu thích và các bạn chìm đắm trong nó. Tập trung suy nghĩ về những đề tài, những khía cạnh, những nội dung mà các bạn đang muốn tìm kiếm sự sáng tạo từ đó. Và lặp đi lặp lại mỗi ngày để mà chúng ta có thể tập luyện cho não bộ cũng như kích thích sự sáng tạo nhé.